Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào kèo Europe đến từ tựa game Monster War. Tham gia vào kèo Europe lần này thì chúng ta sẽ cùng ăn chia cái pool giải thưởng đó là 25.000 đô đến từ cái tựa game Monster War. Thì để tham gia vào kèo Europe lần này thì các bạn sẽ cần nhấn vào cái đường link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Kèo này thì chúng ta sẽ có 2.000 người giành chiến thắng và mỗi người sẽ nhận được là 10 đô cái đồng MYA. Ok, thì bây giờ các bạn nhấn vào đường link thì nó sẽ chuyển đến các bạn cái giao diện của cái form điền như thế này. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn xuống ở phía dưới, các bạn sẽ kích vào cái phần đó là tôi không phải là người máy. Sau đó các bạn kích vào phần continue. Thì kèo Europe này nó sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 9 năm 2021. Hiện tại thì cái thông tin về cái tựa game này thì mình chỉ mới nhìn được qua cái giao diện thôi. Thì sâu qua cho các bạn cái giao diện này, còn lát nữa để mình vào trong cái nhóm mình tìm hiểu thêm một số thông tin, xem thử là cái tựa game này nó có ok hay không. Về giao diện thì nó lấy theo cái mô hình kiểu Pokemon. Và mình thấy cái giao diện này thì nó cũng giống giống một cái vài tựa game trước đó đã ra mắt. Nên là kèo này thì tốt nhất anh em chỉ nên chúng ta tham gia Europe trước đã. Đấy, còn về cái IDO hay là Private Sale thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ về cái dự án, sau đó thì anh em mới tham gia tiếp. Ok, thì chúng ta sẽ cùng tiến hành làm cái nhiệm vụ. Tiếp theo, sau khi các bạn xác minh và tôi không phải là người máy thì các bạn sẽ tiến hành điền full name, tên của các bạn và cái email. Đấy, sau đó chúng ta nhấn vào Enter Giveaway. Thì đây các bạn sẽ nhấn tiếp theo, chúng ta sẽ có một cái mã được gửi về cái email của chúng ta. Thì các bạn sẽ mở cái email lên. Đây sẽ có một cái email gửi về 7907. Thì mình sẽ nhập vào cái phần này 7907. Ok, sau đó chúng ta nhấn vào confirm để chuyển sang bước tiếp theo. Thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành làm cho mình các nhiệm vụ như sau. Nhiệm vụ đầu tiên là các bạn sẽ tiến hành follow Twitter. Chúng ta sẽ tiến hành, các bạn sẽ cần phải liên kết với các cái trang Twitter ở đây. Chúng ta sẽ kích vào phần cho phép ứng dụng. Rồi, đó, và nó sẽ tự follow luôn. Các bạn cho phép thì nó sẽ tự follow. Tiếp theo là các bạn sẽ cần phải retweet và tag thẻ 3 người bạn. Thì các bạn sẽ tiến hành, chúng ta mở cái trang Twitter lên. Nó sẽ chuyển cho các bạn đến cái giao diện bài mà chúng ta cần retweet. Thì đây các bạn sẽ tiến hành, chúng ta kích vào cái trang này, thả tim, và sau đó các bạn nhấn vào phần quote tweet. Và này thì các bạn sẽ cần phải tag thẻ cho mình 3 cái người bạn. Thì mình sẽ vào cái phần Twitter của mình. Mình sẽ vào cái trang Twitter của mình lấy 3 bạn bè mình thường xuyên tag thẻ. Ok, sau khi sao chép 3 người bạn xong thì chúng ta sẽ quay lại cái trang retweet. Các bạn dán 3 người bạn của chúng ta vào. Ở đây các bạn sẽ nhấn vào phần tweet. Ok, như vậy chúng ta sang bước tiếp theo. Ở đây thì các bạn sẽ cần phải điền cái link retweet nhé. Thì chúng ta sẽ vào lại trang Twitter, các bạn vào phần profile. Phần này thì các bạn sẽ vào cho mình phần tweet và replit. Đấy, thì nó sẽ hiện cái bài mà chúng ta vừa retweet về ở đây. Thì các bạn sẽ tiến hành, chúng ta kích vào cái khoảng trắng. Sau đó các bạn lấy cái đường link retweet, cái bài retweet vừa nãy của chúng ta, dán vào ở cái phần điền form. Và sau đó các bạn sẽ đợi một lát thì ở cái phần confirm and try này nó sẽ sáng lên và các bạn kích vào. Đấy, chúng ta kích vào. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cần phải làm retweet một cái bài nữa. Rồi, thì các bạn kích vào thì nó tự retweet luôn. Nhiệm vụ tiếp theo là sẽ join vào hai cái kênh Telegram. Đấy, hiện tại thì kèo này cũng mới nha anh em, nên là các bạn cần phải tìm hiểu kỹ. Hiện tại thì nhóm chỉ mới có là 4.800 thành viên thôi. Ok, kèo này cũng là một kèo đến từ một cái kênh uy tín, đó là Europe 6, nên là mình muốn giới thiệu đến anh em. Sau khi các bạn join vào thì chúng ta sẽ tiến hành vào Telegram. Các bạn vào dấu 3 gạch phía trên góc trái màn hình. Ở đây các bạn vào cho mình phần setting, vào phần edit profile. Và chúng ta sẽ copy cái username Telegram của chúng ta. Đấy, và các bạn sẽ dán vào cái phần khai báo ở đây. Chúng ta lưu ý là thêm cho mình cái dấu A còng ở phía trước cái username của chúng ta. Và các bạn nhấn vào join this Europe. Tiếp theo là chúng ta sẽ join vào nhóm chat của Monster War. Đây các bạn nhấn vào phần join group, sau đó chúng ta quay lại, các bạn điền cái username của chúng ta vào. Rồi, nhấn tiếp vào join được. Tiếp theo các bạn sẽ subscribe kênh YouTube của nó. Chúng ta sẽ tiến hành mở cái kênh YouTube lên. Kênh YouTube của Monster War. Thì các bạn có thể vào đây chúng ta xem qua về cái giao diện của game nhé. Mình sẽ thử kích vào cái video này để mình xem qua. Ok, thì đây cũng chỉ mới là demo thôi anh em ạ. Chỉ có một cái video demo qua cái giao diện thôi.
Rồi, chúng ta quay lại, các bạn sẽ cần phải điền cái username Twitter, là username YouTube. Thì đây các bạn sẽ vào kênh của bạn, chúng ta sẽ copy luôn cái đường link YouTube của chúng ta vào. Sau đó các bạn sẽ vào cái phần này, các bạn dán vào cho mình. Đấy thì các bạn cũng sẽ đợi một lát, ở đây sẽ hiện lên cái sáng lên cái phần I subscribe. Thì các bạn kích vào. Nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ subscribe kênh Reddit, thì chúng ta sẽ tiến hành mở cái kênh Reddit ra. Thì nếu bạn nào mà chưa có tài khoản Reddit thì chúng ta cần phải có đăng ký một cái tài khoản bằng email. Đấy, sau khi các bạn vào ấy thì các bạn sẽ thấy có cái phần follow ở đây, thì chúng ta kích vào. Rồi, sau đó các bạn quay lại sẽ cần điền username Reddit. Thì các bạn sẽ kích vào cái biểu tượng phía trên góc phải màn hình. Đó, sau đó chúng ta vào phần profile. Phần profile này thì các bạn sẽ thấy cái username của chúng ta ở đây. Đấy, thì các bạn sẽ copy cái user này. Rồi, các bạn dán vào đây. Ok. Các bạn nhấn tiếp vào phần I subscribe. Tiếp theo các bạn sẽ xem qua cái fanpage của nó. Đây, chúng ta sẽ mở qua. Ở đây, đây cái trang game của con này. Đây thì cái này thì nó sẽ rõ hơn cho anh em. Thì lát nữa cuối video mình sẽ review nhé. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ điền địa chỉ ví Binance Smart Chain. Thì các bạn sẽ cần điền địa chỉ, lấy địa chỉ ví ở trên ví MetaMask hoặc là ví Trust Wallet. Sau đó các bạn dán vào cái đường link này. Đấy. Sau đó chúng ta nhấn vào Confirm and Try. Ok, và cuối cùng là nhiệm vụ chia sẻ đường rep link cho bạn bè. Thì các bạn có thể chia sẻ cái đường link này cho bạn bè để chúng ta có thể có nhiều thêm cái cơ hội nhận thêm token. Và nếu bạn nào đua top thì chúng ta tuyển rep, thì các bạn nếu lọt vào top 10 thì các bạn sẽ nhận được là 500 cái đồng MYA này. Ok, và phần thưởng thì nó sẽ tiến hành phân phối cho chúng ta sau khi kết thúc. Thì sau 29 ngày nữa, thì sau 1 tháng nữa thì nó sẽ phân phối về ví cho chúng ta, nếu mà các bạn trúng. Ok, thì bây giờ mình sẽ xem qua về cái giao diện của cái tựa game này, monster2.io. Thì mình sẽ để cái đường link game dưới phần mô tả cho anh em. Đây là cái link web game để các bạn vào chúng ta thêm tham khảo thêm về cái tựa game, nếu mà bạn quan tâm tới cái tựa game này. Đấy, còn các bạn lưu ý là cái video của mình chỉ mang mục đích là hướng dẫn cho các bạn tham gia Aerobe Free, không có mục đích là kêu gọi đầu tư hay là mua các cái đợt Aerobe. Mua các đợt private sale hay là IDO ở trên này. Đấy, thì những kèo nào thực sự uy tín thì mình mới hướng dẫn cho các bạn mua IDO. Đấy, nên là các bạn cân nhắc khi mà chúng ta mua IDO các cái dự án trôi nổi phía ngoài, các dự án game. Đấy, thì mình nhìn qua tổng quan về cái game này thì giao diện của nó khá là đẹp này. Đó, tuy nhiên thì cách chơi thì mình sẽ xem qua ở đây. Phần token thì cái tổng cung của nó là 1 tỷ token. 1 tỷ token nha. Các tính năng của cuộc chiến quái vật, chống lại sự tàn ác của quái vật này. Rồi thị trường trò chơi, các bạn có thể trao đổi buôn bán các cái nhân vật của các bạn. Nhân vật giống hẹn hò, các bạn có thể mua bán, chúng ta có thể lai tạo các cái con thú, các cái nhân vật của chúng ta, xây dựng nhân vật tùy tình. Rồi ok, thì mình sẽ thử kích vào cái phần vào trò chơi nhé. Cổng trò chơi này. Hiện tại thì mình cũng, theo mình thấy đây thì hiện tại là chúng ta chưa vào được nhá. Đấy, nhấn vào mua và nhấn vào phần cổng trò chơi thì chúng ta chưa vào được. Thì các bạn sẽ cần cập nhật thông tin ở trên các cái chúng ta sẽ cần cập nhật thông tin ở trên các nhóm Zalo, là các nhóm Telegram. Đấy, về lộ trình này. Lộ trình thì giai đoạn 1. Đấy. Về cái lộ trình của con này thì nó không có đầy đủ ngày tháng nhỉ, chỉ có các cái giai đoạn thôi. Ok, bản trình diễn trò chơi. Ok, mình sẽ thử xem qua cái này nhé. Mình sẽ thử xem qua cái phần bản trình diễn này. Đấy, thì nói chung con này thì nó cũng giống các cái tựa game như là game Crypto Zone. Đấy, tức là chúng ta vẫn gọi là các bạn nuôi các cái con vật này, chúng ta mở trứng ra, sau đó các bạn đi đánh quái và các bạn sẽ nhận được cái đồng Monster War này. Đấy, và chúng ta sẽ bán trên các cái sàn giao dịch. Ok, và để các bạn cập nhật thêm thông tin thì mình sẽ để cái đường link trang của nó dưới cái phần mô tả của video để các bạn vào chúng ta xem thêm. Và video của mình kết thúc ở đây. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.